những cây nến mà nó do dự ấy, do dự là những cây doji ấy, thì mình lấy cả dâu luôn. Đầu đây, ví dụ như đoạn này, ví dụ nến thôi nhá. Đây đây thì đây là cái cây nến do dự này, thì mình lấy cả cái cây nến do dự thì nó sẽ ok hơn. Chứ còn những cái cây do dự mà mình bóp như này ấy, thì khả năng trượt nó sẽ cao, khả năng trượt nó sẽ cao đấy. Những cái cây nến mà có thân to thì ok, lấy ra mở cửa. Còn những cây mà doji như này, nhỏ nhỏ như này thì lấy cả dâu nhá. Ok. Rồi, thế thôi gì? Thì một xôi hai người đi con. Thì có thắc mắc ở đấy thôi đúng không? Vâng. Tại em cũng thấy mấy em ở cửa mấy cái đóng cửa. Về nhiều lúc nú ấy. Cung cầu rồi, cách vẽ cung cầu rồi là một vài cái thiết lập của cung cầu, rồi là có mấy kiểu cung cầu, rồi là tiêu chí chọn POI đúng không? Đúng rồi. Hôm nay sang thanh khoản đi. Chứ bản chất của cung cầu nó khá là nhiều. Hiện tại thì mình chưa cần đến đâu. Hiện tại thì chưa cần đến mấy cái đấy đâu. Mà nếu mà cần thêm ấy, thì nó chỉ cần thêm là một vài cái, có nghĩa là nó đi theo một cái mẫu hình, đi theo một cái setup, đó là mình giao dịch với cung cầu ấy, mình lên có một vùng tích lũy, xong là đợi cái vùng tích lũy đấy phá vùng đối diện, mà phải phá mạnh nhé. Phá mạnh là phải phá bằng một cái thân nến hoặc là một cái nhịp mạnh thì mới xài. Nào nhỉ, ví dụ như ok, nó đang rung lên này. Đó, xong là nó bắt đầu nó quay về, nó phản ứng với cái vùng cầu cuối cùng này, nó bật lên rồi nó tích lũy một đoạn. Tích lũy xong là nó phi mạnh xuống để bứt phá hoàn toàn qua cái vùng cầu cuối này, rồi sau đó nó bật lên lên nhưng mà nó không lên ngay đâu, nó lên nó phản ứng với cái vùng 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 clip này một tí đấy, rồi nó mới phá lên rồi bây giờ mình mới xem thôi. Đó. Đấy thì cái này là cái kiểu xác suất cao đối với cung cầu, suất cao đối với cung cầu đấy, nó test này, test thì ở đây nó sẽ bị fail nên nó sẽ nó sẽ bị fail, và nó kia là nó dẫn dụ mình vào ấy. Nó dụ mình vào, dụ những người đánh theo PA chẳng hạn. Đây là một cái clip rồi, nó xuyên xuống thì rõ ràng ở đây có lực bán đúng không? Ok thì nó lên nó test lại cái lực bán này, thì tao bán xuống cuối cùng là ở đây L. Đây thì nó sẽ có thêm một cái pha dẫn dụ nữa, đó là tất cả các point dưới cái vùng cung kia, dưới vùng cung phá kia đều không an toàn. Đấy thì ý nghĩa của cái model này nó là như vậy. Cái này là phải phá thật mạnh này, phải phá dứt khoát này. Dứt khoát thì tất nhiên là có implant rồi, có implant rồi, đó nó là như vậy. Đấy thì nói chung là về về cung cầu mà nâng cao lên thì nó nhiều lắm, nó nhiều thứ lắm, mình sẽ phải đi mình tìm hiểu từng vùng một. Nhưng mà
với cái rồi của mình bây giờ ấy, thì mình chỉ cần thế này thôi, không cần quá là đi sâu đâu. Sâu hơn thì mình sẽ từ từ. Trên nhóm nó có một cái file file cái gì ấy, nói về cái vấn đề bà Quyên cũng hay hay chia sẻ lại về cái này đấy, thì em có thể là vào cái phần file ấy, tìm file đấy là cái file, đợi xíu, file có nhiều, ngày xưa đăng nhiều ảnh lắm, cũng ở trong cái file đấy ra mà. File nào nhỉ? Hình như là cái file Liquidity Zone này. Đúng không? Đừng đây thì vào phần file xong mà tìm cái file này đó, để mà đọc thêm về cung cầu nhé. Okay. Rồi hôm nay là đi về tài khoản thì đợi anh 30 giây. Chúng ta đi vào thanh khoản thì thanh khoản là gì và làm thế nào để xác định nó, thì thanh khoản nhiều đơn giản đó là các khu vực để lệnh SL của mình, những cái nơi nơi mình đặt SL, những nơi đặt SL và những cái nơi mà đặt những cái lệnh limit đấy, là những đợt L hoặc là những cái lệnh limit, hay là đúng hơn là mọi nơi, đúng hơn là mọi nơi, ý là tất cả mọi cái đỉnh đáy nó đều là thanh khoản. Thì các khu vực phổ biến mà hầu hết các nhà giao dịch nhỏ lẻ như mình ấy, thì luôn luôn hay hay đặt, nói chung là hay đặt, chứ không phải luôn luôn hay đặt SL tại hỗ trợ kháng cự, kể cả những lệnh limit tại hỗ trợ kháng cự, hay là chân line, hay là những cái đỉnh đôi đáy đôi hoặc là đỉnh ba đáy ba, thì đây là những cái khu vực mà nhiều thanh khoản nhất mà bọn Big Boy nó hay nhắm tới, Big Boy nó hay hay để ý, thì nó có thể là gì, có thể là đỉnh đôi như này chẳng hạn, hoặc là đỉnh ba, hoặc là một cái đường chen line, có thể là chen tăng hoặc là chen giảm tùy đấy. Cái chen này hoặc là đỉnh này hoặc là gì nữa, một cái hỗ trợ kháng đấy, một cái hỗ Anh trợ đợi kháng em một tí nhé. cự. Shipper giao Ok. hàng. Cảm ơn anh.
Hello anh. Ok. Đấy. Thì nó sẽ có thường nó sẽ ba dạng này, tức là những cái mức những cái mô hình của hai đỉnh ba đỉnh hoặc là hai đáy ba đáy, hai nữa là một cái trendline có thể trên tăng hoặc trên giảm, hai ba nữa là những cái khu vực hỗ trợ kháng cự hay là sideways ấy. Đó. Thì ví dụ như cái đỉnh đôi này thì đây là một đỉnh và mình sẽ thường xác định là đợi nó quay về cái mức cao này để sell chẳng hạn, hoặc là đợi một cái pha tiếp theo lên để nó test lại cái đỉnh đôi này, vì theo Bryson thì nó nói là đỉnh đôi hoặc là, ý là những khu vực mà nó test nhiều lần ấy thì là nó mạnh, mà nó mạnh thì phải giao dịch rồi, chứ nó mạnh mà lại không nhảy vào nữa thì buồn cười. Đấy, thì mình sẽ đợi giá lên đây kiểm tra cái PR trên này rồi bắt đầu là sell xuống, sell xuống thì SL để lên trên point này một tí thôi. Đó thì đây là setup. Rồi tiếp theo là đường xu hướng nữa. Đấy, thì thường mọi người sẽ đợi đợi giá nó quay về nó test cái trendline này đúng không, rồi là thiết lập một cái lệnh buy lên ở đây, buy lên đấy, nhưng mà và SL ở dưới cái PY đấy một tí, hoặc là dưới cái đường 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 trendline đấy một tí, dưới cái đường trendline thì đúng hơn, vì là đây là đang đánh theo mẫu hình mà, mẫu hình chứ nó không quan tâm đến PY đó, thuần PA là không có PY mà chỉ có đường kẻ thôi. Rồi là hỗ trợ kháng cự cũng thế. Đấy thì mình sẽ xác định cái khu vực hỗ trợ kháng cự nơi mà giá nó test nhiều. Đấy, và mua tại những khu vực dưới này hoặc là bán tại khu vực đỉnh này. Đấy. Thì hỗ trợ kháng cự mà thì cứ đúng bài mà làm thôi. Và SL ví dụ như SL sell thì cũng trên cái kháng cự một tí, hỗ trợ ở trên kháng cự, còn buy thì cũng dưới hỗ trợ một tí. Rồi. Thì thanh khoản ở đây nó sẽ làm cái gì? Thì mục tiêu chính của nhà tạo lập thị trường hoặc là những cái tay to ấy, đó là thu thập thanh khoản. Mà thu thập thanh khoản thì những cái mẫu hình này nó sẽ tìm cách để nó kin, để nó giết, để nó quét SL. Đó. Thì thường nó sẽ thường ví dụ như hai đỉnh nó sẽ kéo lên để đủ cắn SL nhé, đủ cắn SL, ý là đủ loại những người đang sell lên ra rồi sau đó nó mới chạy đó, hoặc là chen line cũng vậy, à nó xuyên qua chen rồi nó mới bật lên cơ chứ nó không phản ứng với chen, rồi hỗ trợ kháng cự thế, à nó nhô được một tí nó quét SL, hoặc là nó xuống dưới này một tí nó nhô xuống nó quét SL rồi nó mới đi. Đấy. Thì đây là ba kiểu hay gặp, thì mình cũng có là gì, mình cũng có là một cái xem nào, tham đoạn nào có không, ví dụ như đây có thể nó đang đi trong một cái kênh như này đúng không, đang trong một cái kênh như này rồi, thì bắt đầu là mình thiết lập một cái lệnh buy buy tại cái đường like này, đường like của kênh này, nhưng mà con vàng thì sao, à nó quét xuống, quét xuống để đủ cắn SL thôi rồi nó bật lên đó, thì đây là gì, đây là kiểu hỗ trợ kháng cự, hoặc là đây là cái kiểu là đây là kiểu hỗ trợ kháng cự ấy. Rồi những cái khu vực khác có nghĩa là một cái chen chẳng hạn, ok trên line, mình có một cái trên cái này test không may mắn, nãy giờ cứ tưởng con vàng.
này thì hơi xa này. Hơi xa rồi. Để... Mọi người đây. Đấy, thì đây cũng có thể là gì một con chân tăng của mình, sau đó là gì ra nó quét xuống để loại bỏ những người đang bay tại cái vùng này, loại bỏ những người mà đang đang bay tại đây. Đấy, khi nó quét lờ xong rồi nó mới đi tiếp đó. Đây thì đây là cái ví dụ về chen. Cái đầu tiên thì về một cái mức hỗ trợ kháng cự hoặc là gì à, một cái đỉnh đôi đi, đỉnh đôi. Đấy, thì với mọi người đánh PA thì nó là một cái khu vực để mà gieo, nhưng mà với cái cách SMC bây giờ hoặc là cách của mình đánh bây giờ ấy, mình đợi nó xuyên qua rồi mình mới giao dịch cơ, đợi nó bị fail rồi mình mới vào cơ. Hai đỉnh thì mình nên tìm trong một cái chân giảm hơn, chân giảm nó sẽ đúng hơn. Đây đi, ok. Ví dụ như đoạn này. Đó, thì đây là mình đang có là hai cái mức, thì ok có thể coi nó là bằng nhau đi, là hai cái đỉnh của mình đi, và mình đang đợi một cái phát nữa lên test, đang đợi lên test 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 tại khu vực trên này rồi lao xuống. Thì hôm trước là có người sell đây, anh cũng sell ở đây, và sao nếu mà ai mà SL bé quá là đã bị liếm qua cái mặt thằng này rồi, đó là vừa đủ cắn SL thôi, thế là bắt đầu nó lao xuống. Đấy, vừa đủ cắn SL xong rồi bắt đầu nó lao xuống. Đấy thì mình sẽ đợi, đợi là gì đúng theo ấy, làm siêu bây giờ mình đánh ấy, đó là ví dụ mình tìm đến những cái mức đỉnh đôi hoặc là đáy đôi ấy, thì mình sẽ đợi nó quét qua, rồi sau đó là về CE thì nó sẽ hay hơn là Rick. Rick thì ok, cái vùng này nó bé, nó chỉ có một giá thôi, thì nếu mà ai mà chơi theo cái kiểu mà thả được cuối nàng gồng được ấy, thì ok có thể là song sinh cho nó SL 3 giá, 3 giá hoặc 5 giá nếu mà chịu được. À, chịu được so với cái vôn mình đánh. À, còn nếu mà muốn an toàn thì chỉ cần lên trên cái QI này một tí thôi, thì cung cầu thì có người nói là cứ tăng thêm 30% của cái QI này nữa, 30%. Ba mươi phần trăm thêm 30% nữa thì nó là thế này. Đấy, thì nó cũng cảm thấy nó vẫn không hiệu quả, nếu mà mọi người tăng lên nó vẫn liếm như này thì 30% nó không giải quyết vấn đề gì. À, nên là gì ok, nếu mà không chấp nhận được SL to thì mình sẽ đợi xe. Xe thì mọi người thì có thể là về M1 xe chẳng hạn, về M1 hoặc M5 tùy tùy theo cái cách đấy. Đấy thì ban đầu thì ở đây là mình cũng có một khu vực mình có thể xe được. Đấy thì hôm đấy là chạc của anh là anh cũng có bắt ở đây. Đấy rồi cũng hẹo ở đây rồi, phát sau thì sao, đợi lại đấy thì nó cũng cho mình là gì, chóc vào đây rồi là một cái liquid chain ở đây chẳng hạn. Ok, mình cần nó quét. Đấy thì sau đó là gì, đây sẽ là cái lệnh cuối. Đấy, và đã bắt được cái lệnh này, nó vẫn là trên đỉnh mà, chứ đâu phải là hụt so với giá đâu, có cái giá nó còn tốt hơn cái giá đầu tiên này, nó chặn vào. Đấy thì cứ những cái khu vực liquid thì mình, một là SN song sinh hơn bình thường một tí,
hai là đợi nó quét qua rồi vào, kèo lúc nào cũng có, không sợ là hụt đâu. Đó, không sợ hụt đâu. Đấy. Thì đối với một cái ý tưởng cơ bản khi mình giao dịch với thanh khoản ấy, đó là mình cần nó quét thanh khoản. À, bằng nó quét quét thì mình có hai cái, một là quét cái cover, cái cấu trúc swing ấy, thì nó có thể là quét bằng nóng nến chẳng hạn. Hai nữa là quét stop stop hand, đó là quét dâu thôi, xong rồi nó dọc về thì nó vừa đủ quét thôi, nó vừa đủ quét thôi. Thì cái vừa đủ quét bằng dâu ấy nó sẽ hay hơn, nhưng mà nó ít gặp lắm. Bây giờ thì hiếm gặp kiểu mà những cái swing nó bị quét bằng mấy cái dâu đó. Đó. Ví dụ như những cái này này, những cái pha dâu như này này thì mình sẽ gọi đây là SH. Đấy. Hoặc là dâu như này. Hoặc là quét dâu như này là SH. Còn cứ đánh dấu vào liquid cho nó được, cho nó đồng bộ cũng được, chứ không cần thiết là cứ phải tách một cái là liquid là ba cái ký hiệu đô hoặc là SH đâu. Nó phức tạp rồi, chỉ cần dùng một cái cách thôi, cứ hiểu là được, không cần thiết là cứ phải ghi tên ra SH rồi là liquid là gì. Nhiều người chỉ cần vẽ cái đường kẻ ra là xong thôi, thế là hiểu nó là cái gì rồi. Hoặc là ai mà kiểu đánh một mình ấy, không cần phải đăng trạc cho ai xem ấy, thì chả cần vẽ, nhìn là thấy rồi. Đấy thì ban đầu mình cần cái gì, mình cần là một cuộc săn SL, quét SL, quét SL. Hai nữa là gì, mình có là phá vỡ cấu trúc tất cả các thứ liên quan đến POI hoặc là liên quan đến cái model ấy, đều phá vỡ cấu trúc, đều phải có sự tham gia xuất hiện của việc là cấu trúc bị phá vỡ hoặc là gì, hoặc là chóc. Thì phá vỡ cấu trúc bot ấy, bot là theo tiếp tục xu hướng, còn chóc là nó thể hiện được là có thể đảo ngược xu hướng có thể thay đổi ấy. Đấy, và các yếu tố của cái cần xem xét khi mà giao dịch với thanh khoản đó là xu hướng, các yếu tố, các yếu tố cần xem khi giao dịch với thanh khoản thì ở đây mình có là gì, xu hướng. Ok, đánh theo xu hướng thì bao giờ là cũng lợi hơn là đánh ngược xu hướng rồi. Đó. Xu hướng, và xu hướng này thì xu hướng ở HTS, ví dụ như H4 nó giảm thì ok, những hôm sau mình cũng đánh giảm thì nó sẽ thuận thuận đường hơn. Một là thuận hơn, hai là nó đi nhanh hơn. Đó. Tiếp theo nữa là cung cầu. Thì tại sao lại quan cung cầu? Cung cầu để biết được là bên nào đang control thị trường, và biết được là cái vùng cung cầu nào nó để lại sự mất thanh khoản, gần sự mất cân bằng, imbalance ấy. Thì cái nào nhiều thì nhiều, để lại nhiều imbalance thì chỗ đấy nó nhiều khối lượng thì cái khả năng giao dịch thành công của nó sẽ tăng lên. Ba nữa là hỗ trợ kháng cự. Hỗ trợ kháng cự thì thực ra mình gọi hỗ trợ kháng cự thì nó cũng cũng không phải, mà đúng hơn thì mình sẽ gọi là EQH, EQL, EQL có nghĩa là EQH là những cái mức cao bằng nhau, EQL là những mức thấp bằng nhau. Giống như kiểu hỗ trợ hay hỗ trợ thì mình sẽ gọi, không, thay vì gọi hỗ trợ thì mình sẽ gọi là EQH, thay vì mình gọi kháng cự thì mình gọi sẽ là EQL. Đó. Đấy thì mình sẽ luôn chờ, riêng cái EQH EQL này thì sao mình luôn chờ sự giả mạo, giả mạo như cái đầu tiên ấy,
như cái mô đồ đầu tiên anh vẽ đó là nó lên nó test lại cái clip ấy rồi nó xuyên qua ấy. Hoặc là nó xuyên qua luôn, nói chung là luôn chờ cái sự giả mạo khi nó test các vùng đấy cùng EQH EQR đấy hoặc là flip. Ok, và tiếp theo nữa là gì? Những cái đoạn dừng thì những cái đoạn dừng này thì nó là UI rồi, mình cũng không cần ấy quá. Đấy thì mình đã cần yếu tố ba yếu tố này là chính, ba yếu tố này là chính. Ok rồi thì mình sẽ có một vài cái thiết lập đối với thanh khoản, một vài cái thiết lập đối với thanh khoản thì nó cũng không không Okay. Thì mình đã có cả rig có cả CA nhé, với thanh khoản này. Ok, rig cũng có mà CA cũng có. Thì rig là đánh theo kiểu limit không đợi xác nhận gì cả, mình cứ thấy vùng là mình rig thôi, có lệnh thôi. CA là confirmation entry, có nghĩa là mình đợi thêm một cái lý do nào nữa để mà tham gia vào giao dịch. Thì với cái đầu tiên mình sẽ có một cái là mình sẽ đợi là SH này. SH là stop hand này. Đấy, là vừa quét một cái swing nào đấy chẳng hạn, quét một cái cấu trúc, mức cấu trúc ở đấy chẳng hạn. Sau đó là cho chóc. Đấy, và bắt đầu mình sẽ vào lệnh. Đây thì cái ban đầu của mình nó sẽ có dạng như vậy. Ok. Thì đây chính là cái file quét của mình này. Ok. Sau đó là nó cho mình chóc. Ok. Thì sau đó là mình sẽ quay về cái POI gây ra chóc này để mình thiết lập một cái lệnh treo xuống. Đó thì đây sẽ là một cái lệnh rig của mình. Một cái lệnh rig của mình. Tương tự như trường hợp bay lên thì cũng thế thôi. Đây. Bay lên. Tức là mình đợi một cái đáy trước đó của nó bị quét qua, sau đó nó chóc thì bắt đầu mình nhảy vào giao dịch với chóc đó. Muốn đảo ngược thì ấn Alt ngắn nhé. Đấy, chạc nó sẽ quay quanh ngược lại này. Ok, tiếp theo nữa là mình đã đợi là bổ sung thêm, nó cũng là cái này đấy, nhưng mà cộng thêm cái gì nữa, cộng thêm EQL ở đâu, EQH đối với POI giảm thì đợi EQH bị phá, còn đối với một cái POI tăng hoặc một cái lệnh tăng đấy, một cái vùng cầu ấy, cầu thì mình đợi EQL, cung thì mình đợi EQH đó, thì nó cũng ok, nó cũng tương tự như này, nhưng cái pha nó test lên này thì mình cần nó cho mình một cái EQ, cần một cái mức test thì nó cho mình một cái mức test EQH ở đây. Đó, rồi là gì, nó mới nhao lên, nó tiếp cận EQI rồi nó mới xuống đấy. Thì đây sẽ là cái CE của mình. Thực ra là CE có thể CE ngoài cấu trúc hoặc là CE trong cấu trúc cũng được. Đấy. Chứ không không nhất thiết là cứ phải đi vào trong POI là mình muốn CE nhé. Đấy. Ý là mình có bổ sung thêm một cái gì nữa rồi thì nó cũng đã là thêm một cái bước để mình có thể làm vào lệnh rồi. Hoặc có thể là gì nếu mà chắc hơn nữa thì đợi nó đi vào trong cái POI này. Ví dụ đây là POI M30 hoặc H1 đi. Đấy thì mình khi nó vừa chạm vào H1 thì mình sẽ về những khung nhỏ hơn, ví dụ như mà 5 M1 mình đợi một cái chóc đấy, mình đợi một cái chóc nữa thì bây giờ mình mới vào lệnh, thì đấy cũng là một cách, nhưng mà phải chấp nhận với cái việc là nó có dễ hụt hay không.
có chấp nhận là biết lệnh hay không đó. Ok rồi, tiếp theo nữa thì mình có là gì, mình có là cùng một cái khung đấy nhưng mà nó lại cho chóc thêm một lần nữa, nghĩa là nó lại cho mình xác nhận thêm một phát nữa, có nghĩa là re-entry ấy, là entry là thứ hai ấy. Thì bình thường là một lệnh là mình sẽ có một entry, mình sẽ có một entry, thì với cái kiểu đợi như này thì mình sẽ có là hai entry đấy, thì nó sẽ như thế này. Ok, như thế này thì ban đầu ở đây là mình đã có một entry rồi đúng không, đấy là nó lên nó khớp một entry rồi, rồi tiếp theo nữa thì đến đây nó lại chóc. Cái này thì hơi sai. Ok, đây thì nó lại cho mình chóc thêm một phát nữa, tức là nó chạm vào POI trên này, nó lại chóc thêm một phát nữa. Ok thì đây sẽ là cái lệnh thứ hai của mình, rồi nó quay về đúng không? Ok nó quay lên đấy, thì đây sẽ là cái lệnh thứ hai của mình. Thì hiện tại với cái này là mình sẽ có hai lệnh, một là ở đây, hai là khi mà nó vừa quét và nó lại chóc tiếp thì mình đã có cái lệnh thứ hai ở đây, là mình sẽ có hai phát sell. Ok ngược lại thì cũng như thế thôi đấy. Rồi tiếp theo nữa là mình lại có thêm một cái nữa, tức là kết hợp giữa hai cái này, kết hợp xem nào. Sao cái hai là một mẫu này, Cái đầu tiên này cơ. Cái đầu tiên này. Ok. Đây. Thì trong quá trình nó vương vách về ấy, thì nó lại tạo ra cho mình là chóc một lần nữa. Ok. Thì đến đây mình lại sao tiếp. Thế nên mình lại sao tiếp. Thì đây nó cũng quét này. Nó tạo ra một cái nhịp quét bên con bên trong này nữa. Ok. Đấy ban đầu là nó quét test từ từ cho chóc, thì khi nó tiếp cận lên đấy nó cũng làm tương tự lặp đi lặp lại cái chu kỳ như thế, cũng test xong là cho chóc, thì mình có thêm một cái vùng nữa. Đây thì đây sẽ là hai cái trường hợp mà có hai entry, hai trường hợp có hai entry khi mà nó quay về giờ nhồi ấy. Rồi xem nào, tiếp theo là mình có bot fetch. Mấy cái này là nhìn là hình dung được chưa? Đó nha. Ok, cái bot fetch. Bot fetch thì fetch cũng có hai dạng. Xem nào, hai dạng mình sẽ có ở đây là gì. Ok quét xuống này, ban đầu thì nó là một thôi, ban đầu thì nó như nhau cả thôi, nó không khác gì cả. Rồi tiếp theo là nó vuông vách về. Ok vuông vách về rồi nó tạo cho mình là hai cái đỉnh đi. Ok thì bắt đầu là gì nào, nó có thể là bóp fake ở đây, có nghĩa là nó phá bằng dâu ấy, nghĩa là nó bóp bằng dâu ấy đấy. Nếu mà bóp bằng dâu thì nó sẽ là bóp fake, còn bóp bằng thân nó là bóp đúng cơ. Thì ví dụ như ở đây là mình có một cái bóp fake ở đây tại cái khu vực EVH này, tại khu vực EVH nó, thì bình thường nếu mà ở đây mà nó xuống mà nó bóp thật đi, nó bóp thật bóp sâu hơn thì đây sẽ là một cái đỉnh mới, còn hiện tại nó chỉ bóc phách thôi, thì mình sẽ đợi bóc phách xong xác nhận có bóc phách rồi thì entry của mình nó vẫn ở đây, thì nó tương tự như thế này, tương tự như thế này, nhưng mà cái này ấy, nó không cho bot, nó vẫn nằm trong cái TR cũ này, vẫn nằm trong cái TR đầu, nghĩa là nó pullback, nó đánh nó đi sideways trong cái TR đấy thì không nói.
còn đây là gì, mình có một cấu trúc con, sau đó là cấu trúc con ấy nó bắt đầu là nó perfect ra để dụ mình vào cell ở đây. Đấy, nếu mà mình cell ở đây thì mình sẽ bị L, thì đây là cái cách mà big boy nó dụ mình vào. Đấy, thì thường khi mình gặp những cái bot fake hoặc là những cái bot yếu ấy, những bot yếu thì mình sẽ không giao dịch ở đây. Còn cái việc mà giao dịch tệ liquid này thì có khi để hôm sau, có nghĩa là nó là những khu vực mà chap, mình sẽ gọi đây là chap đó, những khu vực chap, tất cả những cái POI sinh ra tại vùng liquid thì sẽ không dùng, không dùng nha. Ok, thì trường hợp này là mình sẽ đợi nó bóc phách xong, nó bắt đầu là nó tiếp cận những cái swing này nó mới xuống cơ, chứ đừng dạy gì mà sell ngay tại cái bay gây ra chóc đấy. Ok, nếu mà ai mà xác định chóc theo xác định bot theo cái kiểu bằng thân nến à, bằng dâu ấy, thì cái kiểu này nó hộ vào rồi và L đấy. Rồi một kiểu nữa đó là nó quét lên trên đi, quét lên trên nó giống như kiểu là nó dụ mình vào một cái sell sớm, nó dụ mình vào sell sớm đây. Ở dưới thì nó không quét mà nó quét ở trên, có nghĩa là đây nó giật lên trên này, nó đủ quét thôi, giật lên trên này đủ quét cái EGL thôi và không chạm vào POI, không chạm vào POI nhá. Không chạm POI. Rồi. Không chạm vào POI, sau đó là nó lao xuống. Đấy. Nó lao xuống. Lao xuống như này. Lao xuống nhưng mà vẫn không vượt qua được cái TR này nhá. Luôn luôn nhớ TR này nhá. Đấy. Thì ok, nó có thể là nó bot ở đây đi, có thể là bot đúng đi, nhưng mà sao mình cũng không nên sell ở đây, cũng không nên sell. Nếu mà có sell ấy thì mình phải bắt buộc phải CR ở đây, bắt buộc phải CR ở đoạn này thì không được limit, vì là mình có một cái swing chính ở đây cơ. Còn tất cả những cái pha như này thì nếu mà mình cứ nhảy vào thì nó cũng khá là nguy hiểm, thì lại đai là cao thì ok, nếu mà muốn bắt CR còn limit thì không nên, khuyến cáo là không nên limit mà mình sẽ đợi nó quay về, đợi nó quay về, đợi nó quay về, nó xuyên qua cái vùng POI này, nó SH cái vùng POI này rồi nó tiếp cận đến POI to rồi bắt đầu là nó mới xuống cơ, thì như thế là nó sẽ hay hơn, nó sẽ đúng hơn. Đấy, cái này nó sẽ xịn hơn. Và cái cuối cùng nữa đó là nén. Cái nén này thì nó đơn giản thôi, nó chỉ là một cái pha tích lũy chặt, có nghĩa là nó đi trong một cái kênh mà nó thể hiện được cái việc là nó bền đấy. Thì đây ban đầu thì mình cũng có SH này, nó lao xuống nó cho chóc này đấy, xong bắt đầu nó phun bách về, nhưng mà nó phun bách về nó đi trong một cái kênh nó khá là chặt chẽ và nó thời gian tích lũy nó khá là lâu, nó khá là lâu. Thì khi mà nó lên tích lũy đủ mà nó lên chạm vào cái POI trên của mình thì nó sẽ sập, nó sập đó, và nó lao rất là nhanh. Thì những cái trường hợp này như thế này này thì thường là mình giao dịch rất là ok, rất là thành công trong những cái pha như này. Thì cái pha tích lũy cái pha tích lũy đấy đây thì ok, mình có thể thấy là vì nó có những cái đoạn tích lũy sâu, tích lũy sâu. Sau nào ban đầu quét này, quét xong rồi tăng lên tích lũy này, con vàng là ít cái kiểu đấy, sợ tích lũy cho cái kênh tăng hoặc kênh giảm nhá, chứ tích lũy như này là không tính đâu nhá.
Cái này thì tôi nghĩ hơi xấu. Okay. Này thì cả một cái đoạn H4 nữa. To quá. Đoạn này thì nó còn chưa chạm vào POI của mình. Đây. Đoạn này nó không chạm vào POI, mặc dù nó thực sự đẹp đấy. Đấy thì mình có thể là coi đây là một cái ví dụ đi. Thì khi mà cái nhịp tăng lên này, nhịp tăng lên này nó đã hoàn thành rồi, bắt đầu là lực nó yếu. Thì khi mà nó dừng lại, nó không bổ sung thêm thanh khoản vào ấy, thì những cái đoạn cân bằng này là sẽ do thị trường nó tự cân bằng, nghĩa là do người bán người mua tùy theo của mình ấy, nhảy vào. Đó, nhảy vào thì khi nó nhảy vào đủ rồi thì bắt đầu là Big Boy nó sẽ tiếp cận ở cái pha cuối cùng, với là nó có thể là nó sẽ kéo một cái dâu xuống để quét SH, quét SL những cái thằng đang bay tại cái kháng cự này, để mà tiếp cận đến cái POI bên dưới rồi sau đó nó bật mạnh lên. Thế thì mình cứ nhìn trên chart, mình cứ thấy là những cái đoạn tích lũy nó đi trong một cái kênh nào đấy, thì mình cứ đi tìm bên dưới hoặc là bên trên nó những cái POI. À, sau đó là mình xem là cái POI trước đó nó có quét thanh khoản hay không, hoặc nó có làm một cái gì đó hay không. Đấy, và mình sẽ thiết lập giao dịch tại cái POI đấy. Đó. Thì những cái kiểu như này này, những cái kiểu mà tích lũy sâu như này này, hay là nén chặt như này này đấy, thì khi mà nó phản ứng thì nó sẽ bật rất là mạnh đấy. Thì ví dụ như đây là nó phản ứng đi đấy, thì sao nó bật rất là mạnh, mạnh hơn là cái chen tăng của nó đi. Cái chen tăng của nó thì nó chỉ thế này, ok, thì cái nhịp tăng tiếp theo của nó đấy, nó mạnh hơn rất là nhiều. Cái nhịp tăng của nó mạnh hơn rất là nhiều, hơn tầm 30% nữa. Đó. Thì đây là kiểu nén. Ok. Đây, cái kiểu nén này là hình dung được ra ngay đúng không? Thì mới lại hơn là ném thì ok đấy, còn cái chân la Trên lái. la ý kiểu thấy nó cứ kiểu bị chủ quan. Kiểu 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 gì? Chen lai á? Cái chân la em kiểu thấy mỗi người vẽ một kiểu ấy, ý là Ờ. nó không. Ý là cứ đỉnh đáy. Đó. Vẽ chen thì cứ đỉnh đáy. Nếu mà đúng hơn ấy thì đỉnh đáy hoàn toàn. Ý là nó khi mà nó xác nhận xong cấu trúc rồi thì mình sẽ có đỉnh đáy đúng không? Thì mình sẽ lấy mấy cái đỉnh đấy là một cái trendline đấy, còn trên chart hay là vẽ để hình dung thì cứ cái mức nào nó bằng nhau thì mình vẽ đấy. Còn như ở đây, ví dụ như đây mình có một cái đáy cuối cùng này, đáy này đã pullback thành công này, ok, thì đây sẽ là một cái đáy. Rồi tiếp theo nữa, đây là cái đáy, rồi là pullback thành công của nó, ok, đã thành công. Đây là cái đáy thứ hai. Rồi tiếp theo nữa, đây đây là một cái đáy rồi, thì nó cũng đã gì phương pháp thành công. Thì có nghĩa là đây sẽ là, đây là ba cái đáy đã phương pháp thành công rồi, thì nối ba cái đáy lại với nhau thôi, thì mình sẽ có một cái trend nó đúng hơn. Nó đúng hơn là những cái việc là mình cứ nhìn mà mình không check trend đấy. Ví dụ như đây, như đoạn này, ok, nó cũng là một cái trend, nhưng mà thực ra cái trend này nó chỉ có 2 điểm thôi. Đấy, đây chỉ 2 cái điểm thôi. Đây là một này, đây thì xác nhận chưa, chưa hề. Rồi đến cái thứ ba này mới xác nhận cơ đấy, thì nó chỉ có 2 điểm thôi, cái điểm giữa này là không phải. Hợp lý không, có ok không? Đó là Ok. mình cứ cấu trúc xác nhận thì mình sẽ lấy đáy hoặc là lấy đỉnh của cái cấu trúc xác nhận đấy để vẽ chen.
Nghe lại ạ. Đấy. Thì ví dụ như đây, đây là một cái chain mà mình coi nó mạnh đi, và sau đó nó bị bót qua cái chain này. Rồi là gì? Mình quay ngược về cái POI bên trên ấy, mình cũng thấy là gì? Nó cũng cho mình một cái file quét tài khoản đi. Quét thì cái này là quét nhỏ thôi. Quét nhỏ tí thôi thì đấy, nhỏ tí sau là chóc ok. Đấy, thì mình có một cái POI ở đây để mà thiết lập sale đi chẳng hạn. Đấy, thì nó cũng chỉ là gì, một cái nhịp phản ứng bé thôi chứ không phải là đảo cấu trúc để đi tiếp với cấu trúc giảm một cái nhịp này. Vì là mình cần nó quét trên cơ, mình cần nó quét cái đỉnh này cơ. Đấy, thì ví dụ như mức cao là cao cùng bách thành công, ok, đây là một đỉnh này rồi. Cái này thì hiện tại chưa xác nhận mà lại tạo ra một cái đỉnh thấp hơn. Ok, đây được. Thế thì nó cũng đã quét cái chân line, cái kháng cự ở trên này rồi. Thế thì nó cũng phản ứng rất là ít, kể cả mình có không dịch SL đi chăng nữa thì nó cũng chỉ thế thôi, nó không đi sâu hơn được nữa, khoảng 2R là cùng, 1,5 đến 2R là cùng. Đó. Nên là những cái trường hợp mình cứ đi check xem là NQ ở đâu. Một là đi tìm được NQ để mà hạn chế rủi ro, hai là trở thành NQ thế thôi. NQ nó chỉ quanh quanh đi còn lại là như vậy. Đấy, thì do nó là cái yếu tố quan nhất trong thị trường mà thanh khoản. Vậy thì tính thanh khoản nó sẽ được ưu tiên hơn và nó được thúc đẩy bởi bởi những cái pha thao túng giá. Thanh khoản chủ yếu là được hình thành do cái sự thao túng giá thôi. Thao túng thì hôm sau mình sẽ đi tới một cái là AMD, có nghĩa là đầu tiên là nó sẽ tích lũy này, xong là nó đầu tiên là tích lũy, ok, sau đó là nó sẽ dướn ra ngoài để nó dụ phu mô chẳng hạn, để nó dụ phu mô chẳng hạn, sau đó nó lại quét xuống quét để quét hết những cái thằng đang buy limit ở dưới này. Đấy, rồi sau đó là nó mới đi thực sự cơ. Thì đây là một cái mô hình AMD, có nghĩa là tích lũy này, dẫn dụ này, hay là thao túng đấy, tích lũy xong rồi thao túng rồi bắt đầu là nó mới đi đúng theo cái hướng của nó muốn đó. Và có những cái vị trí có tính thanh khoản rất là cao và có những vị trí thì thanh khoản nó rất là thấp, nên là mới có cái câu chuyện là không phải mọi khu vực đều là thanh khoản. Lý thuyết thì mình bảo là thanh khoản ở mọi nơi đấy, nhưng mà đến đây thì mình lại bảo là gì, có những vị trí tiềm năng với thanh khoản cao và những cái nơi thanh khoản thấp. Thanh khoản thấp thì cái mập nó không không có tới đâu, nó không thèm qua tới đâu, vì là gì có tiền nó có tới làm cái gì. Còn nó sẽ tập trung vào những cái nơi thanh khoản cao, thì khung càng lớn thì thanh khoản càng nhiều đấy. Tuy nhiên thì mình đánh khung nhỏ hơn thì thanh khoản càng yếu đấy, nên là mình cứ quay về những cái khung lớn này, ví dụ như từ H4 đổ lên này, mình tìm những cái gì, mình tìm những cái swing, mình tìm những cái EGH, EGL đấy, để mà đợi chờ một cái pha thao túng gì đó ở cái đoạn đấy. Đấy, thì thanh khoản nó là thế. Ok, thì nó đấy là một cái phần nhỏ của thanh khoản, chủ yếu là những cái model để mình thiết lập thôi. Và đấy, những cái model này mình thiết lập rồi, hôm hôm sau buổi sau thì mình sẽ nói về cái AMD với cả cái chat anh nhá, thì nó sẽ hay hơn. Còn giờ thì cũng sắp đến giờ em đi làm rồi đúng không, Đúng rồi. 3:08 rồi. Ok, thì đấy, thì đầu đến giờ là có đoạn nào cần 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 hỏi thêm không? À, cái này chắc phải nghiên Ok, ý là trong quá trình mình like ấy, thì ok, cứ đoạn nào mà cảm thấy Ok. Cái quét thanh khoản cái đoạn nào ta? Cái thanh khoản nó chỉ có ba, thường thường là ba dạng đúng không? nó. Ừ.
hay là hay gặp thôi. Còn thực ra là mọi đỉnh mọi đáy đều thanh khoản mà, là nó có À, thế nó cứ phá là nó quét lại. Quét khi loạn cái. nó có đủ lý do để nó quét không, là để nó cần được quét hay không thôi. Ý là mọi cái khung cao à, mọi cái dấu hình ở khung cao à, thì khả năng thanh khoản là nó luôn luôn có. Đấy, nên là mình mới có cái câu chuyện là kết hợp với yếu tố là gì, xu hướng cung cầu đấy, để biết được là khi nó quét ở cái khu vực đấy thì nó có an toàn hay không, nó đang quét ở một cái swing hay là đang quét trong cái cấu trúc con. Nó giống như cấu trúc ấy, cấu trúc thì swing thì bao giờ cũng mạnh hơn là cấu trúc con nó, hay là gì ở cái strong high hoặc là strong loud ấy, weak high đâu strong high hoặc là weak high ấy, nó cũng như thế mà. Thằng nào phá thì thằng ấy mạnh, thằng nào phá cái mức chính thì thằng ấy mạnh, còn những cái phức nhỏ bên trong nó phá thì nó không không khiến nó trở thành mạnh hơn. Ý ý là em thấy ví dụ như cái chỗ mô hình này đi, cái mô hình vẽ này, đấy cái này này, nó cứ phá cái đỉnh thường thường, cứ quét cái đỉnh, quét cái đáy là nó là thanh khoản này. Đúng Ok, không? Đấy. tại vì là em xem mấy cái video trên YouTube thì em thấy hay cái thanh khoản nó em chưa hiểu lắm. Là cứ ở đỉnh ở đáy là thanh khoản, mà quét qua là quét thanh Đúng không? khoản. Ý là khi mình đã xác định được một cái cấu trúc swing rồi ấy, ý là mình đánh dấu được là những cái điểm như này rồi, thì mình sẽ đi tìm những cái thằng đỉnh đáy đấy. Nếu mà nó Nó giật xuống thì mà là nó thanh lao khoản. xuống ấy, thì nó là thanh khoản. Hoặc là gì, nó phi qua nhưng mà nó chưa xác nhận pullback, ví dụ như pullback cuối cùng nó ở đây cơ, nhưng mà nó không xác nhận pullback mà nó chỉ lao xuống một đoạn nhỏ ở dưới này thôi, rồi nó làm cái gì nữa ở đây đấy, thì sau là nó cho lại cho chóc hoặc cho một cái SD clip hoặc cái DD clip chẳng hạn đấy, thì đây là thanh khoản. Còn khi mà nó đã đi về mà nó xác nhận pullback rồi thì nó là cấu trúc rồi, chứ không phải là thanh khoản nữa Ok. đấy. Thì cứ ưu tiên nhìn những cái pha quét dâu, quét bằng dâu, một cái swing mà bị quét bằng dâu ấy, đấy thì nó sẽ hay hơn. Và tất nhiên là cứ không càng lớn mà mình thấy quét dâu thì nó sẽ càng ok, thì có thể là cái swing của mình ấy nó sẽ không phản ứng mà nó sẽ phản ứng với những cái bot tiếp theo cơ đấy, kiểu vậy. Nên là mình sẽ tiếp tục được theo cái hướng của nó, không nhất thiết là cứ phải bắt ở trên đỉnh. Ví dụ như đây một cái số hình này, sau này nó quét bằng một cái dâu này đấy, sau đó nó cho chóc nhỏ này đấy, thì đây sẽ là cái POI của mình đó, thì mình đã tóm được một cái phát sale ở đây rồi đấy, chứ không phải đừng nhất thiết là cứ phải bắt tại cái điểm này, có ăn là được, chứ không cần phải bắt đỉnh bắt đáy làm gì để đi khoe với đời làm gì Ok. đấy. Bây giờ vàng vàng thế đấy, nào nó lại phản ứng ở cái PY kia nó lên cay. Hôm qua thì sale ngon đấy, cuối cùng là bị hai bà kia bà ấy chùi cho quay về VA. Đấy, ảo thật. Vàng nếu mà đây là đáy thì ok, nó đã pullback chưa, thằng này chưa pullback được mức cao nhất, thì có thể là xem xét trong cái khu vực lần này xem có thể xem nó có cho cấu trúc sell hay không. Nếu mà cho sell thì sell, còn không cho sell thì thôi. Ok, thì đây nó cũng là một cái đoạn clip rồi, thì có thể là xem xét.
một cái phát sale ở trong cái khu vực Amazon này. Okay. Đây thì hôm nay tạm thời đến đây nhé, mai mình sẽ tiếp tục với cái đoạn tiếp theo về Linh Quy.